nào con trai nào mà làm khéo được vậy? Trời ơi, tiền của tôi à. Trời ơi, chỉ có tiền ai quy thôi nha mấy bạn. Tiền ai quy thôi nha. Trời ơi, muốn xỉu luôn. Hello. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và tụi mình là Quỳnh Như đây. Và ngày hôm nay á, theo như các bạn yêu cầu mình rất là nhiều là làm một cái món gì liên quan tới hoa đậu biếc đi. Thì ngày hôm nay cái món này có thể là cực kỳ là mát luôn mấy bạn ơi. Đây là hoa đậu biếc mình hái về rồi mình phơi khô nè mấy bạn thấy không. Nè nó khô là nó như vậy nè mấy bạn. Cái hoa này theo mình tìm hiểu thị trường là bán giá rất là mắc luôn. Nhưng mà ở dưới quê mình á, nó mọc hoang, nó mọc dại rất là nhiều. Cái hoa này có công dụng rất là tốt. Nói chung là đẹp da rồi khỏe nữa. Nói chung là màu sắc cũng đẹp, màu tự nhiên. Thì ngày hôm nay với cái hoa này thì mình với con Như sẽ làm một cái món, đó chính là rau câu hoa đậu biếc nha mấy bạn. Cái này á có thể ăn liền với lại để ăn trong tủ lạnh nữa Như. Ủa sao không giới thiệu đường, sữa này mấy này hết vậy? Từ từ bà. Ê mày giới thiệu đi, tao bỏ vô để nước nó nguội. Nè mình đã chuẩn bị một cái ly nước ấm rồi. Mày bỏ vô đây ngâm cho tao đi nha. Hết luôn đi. Còn trên nhà mình rất là nhiều các bạn ơi. Nhưng mà cái này mình ngâm ít thôi. Chút xíu nữa là nó ra tím ngắt một bầu trời luôn á. Đó. Ê, mới đây mà nó ra màu rồi kìa Như, thấy không? Nè mấy bạn. Ủa nó lẹ lắm. Thì mình mua 4 bịch rau câu, 2 bịch dẻo, 2 bịch giòn nha mấy bạn, với 1 kg đường phèn và 1 hũ sữa ông thọ để mà có màu trắng với màu xanh cho nó đẹp. Ra mấy bạn. Đẹp chưa? Nó đi lấy ha. Ừ. Mày biết làm trà này không? Biết. Ê, uống cái này cũng giống con nữa đó. Cái này á mà mày nặng chanh vô là nó ra màu tím á. Ngộ vậy. Một chút mày pha thử mày uống đi. Mai mốt á mình với Như sẽ thử thách pha cốc tay hả? Phải không ta? Ai biết đâu nè. Mày mốt mày làm đi, tao cũng cốc tay hoa đậu biếc mấy bạn ơi, vừa bỏ cam vừa bỏ chanh nó ra nhiệt màu rất là đẹp luôn. Đẹp ha. Mấy bạn, giờ nó ra rồi nè, mình ngâm một chút xíu nữa nó sẽ ra màu đậm hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này người ta làm xôi rồi nè, mình hay lấy này làm xôi nè mấy bạn. Đúng rồi, cái này màu tự nhiên chứ không phải màu rồi đó, thấy không? Ừ. Chứ mà mày mua màu mà phẩm màu ở ngoài làm gì có màu xanh này ta, có không? Có nhưng mà kỳ lắm. Ghê lắm hả? Ừ. Ok, bây giờ để đây cho nó ra màu, mình sẽ đi qua bên nước bơm hồ để mà về. Cái gì bơm hồ? Bơm mình nước. Đi qua hồ bơm nước. Mình sẽ đi qua hồ bơm nước để mà về nấu rau câu nha các bạn. Sáng sớm tinh thần nó chưa có hoạt động bình thường. Tán tao cái Như. Chút đi, nấu không ngon tao tán. Ok, và let's go thôi mấy bạn ơi, Tiên đang quay cho mình nha. Let's go. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ lấy nước ở bên hồ này nha mấy bạn. Ở đây là nước mua, còn bên cái bình nước bển nó hết rồi mà Tiên nó chưa bơm cho mình. Bà trai bà bơm với ai bơm? Bởi vậy có thằng em mà thương ít sức vậy mấy bạn. Rồi, bây giờ mình chắc là sẽ để hơn nửa nồi nước này thôi cho rau câu của mình nó đặc với nó giòn, nó dẻo, nó ngon. Ở gần mấy sông là mấy con mũi chà bá luôn á mấy bạn. Kìa Tiên. Nè. Ôi con mũi gì? Con trâu, con mũi gì? Mũi dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi về bển nha mấy bạn. Đó, xiên lắm, đi qua bưng múc nước cái đi về à. Đó, nhiêu đây nước được rồi mấy bạn ơi. Nấu cái này là lâu dữ lắm. Chào các bạn, con các cháu hôm nay cô xịt thuốc mận. Mẹ mình đang xịt thuốc mận nha mấy bạn. Đó mấy bạn thấy không, mặc dù là mẹ mình mặc đồ bông nhưng mà vẫn nổi giữa cái vườn mận nha mấy bạn. Nè chuỗi nó ra màu xanh luôn. Ê mới đây mà nhanh quá hả mày. Đúng mà rồi. Tao bỏ rất là nhiều bông bởi vì nó mau ra á mày, nhìn ngon quá ha. Màu đẹp ghê. Ê chút rồi trộn sữa vô hả? Một chút mình nấu lên rồi mình mới trộn bà ơi. Mấy bạn thấy không, mình ghét ghê á, mỗi lần mà quay nó cái nó trắng tươi à. Mấy bạn coi mình đen thui rồi lùi nè. Chán thiệt sự luôn á. Ăn coi Như nè. Nè, mày làm vậy Như? Quậy nước tắt uống. Trời ơi. Trời ơi, một cái ổ dữ vậy trời. Nhiêu này 20 trái, dám hơn lắm á. Nè, có tím không? Thay vô trong kia gói ra màu hồng, màu tím gì không? Chuyện chút mày múc miếng này rồi mày bỏ vô đây nè Như. Ừ. Cái mày uống thử coi nó ra màu gì. Không, không uống ta. Sao vậy? Không dám uống hả? Ừ. Nó bị khùng mấy bạn ơi. Uống cái này đẹp da thiên nhiên mà nó không chịu. Đó, nó làm nha. Uống cái này rồi tuột huyết áp rồi hả, về chầu trời luôn. Trời ơi, chứ không lẽ uống nước chứ đó không, tao cũng phải bỏ đường nữa chứ mày. Khẩu đường nó không chi nhê quá à. Không, hồi nãy ở trong nhà tao có mua cho nó 1 kg đường rồi, nó làm cái ca này là hết 1 kg đường của tao. Uống đường nhiều cho nó mập. Đúng rồi, mập dễ thương mày ơi. Bây giờ mình sẽ đi bỏ rau câu vô trong cái nồi và thằng Tiên nó mới múc cho mình nha. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cắt 4 cái bịch rau câu này mà đổ vô cái nồi nha mấy bạn.
Nè, sẽ cho vô nhiều đầy nước luôn. Ủa sao tại nãy tao nhớ nhiều nước lắm, sao giờ giật còn nửa nồi vậy ta? Nồi lủng á. Không lẽ nó bị bốc hơi? Nồi lủng. Như có lấy nước này quậy tắt không? Không. Ủa vậy sao nước đâu? Không biết. Xạo ghê. Bây giờ sẽ cho vô đây rồi quậy lên để nó bị đóng ốc trâu nha mấy bạn. Mình nghĩ nấu nhiêu đầy nước là 2 bịch là được á. 2 bịch mà mày cắt 4 bịch luôn rồi. Nhưng cho nó ngon mày. Cho nó giòn hả? Đúng rồi, 1 bịch là 1 lít rưỡi. Mà 4 bịch là 6 lít mà nồi này dễ gì 6 lít đúng không? Cho hết hộp sữa luôn. Mày cho hộp sữa luôn. Ừ, cho nó béo với mập ha. Ừ, mập ha. Ừ. Ý nó móc mình á bạn. Nó móc vô mỏ mình á bạn. Ủa thì mày có bỏ đường vô không? Chứ lẽ không có đường mà nội. Để tao lấy đường. Không, chút xíu nóng sôi mới bỏ. Giờ như nó đang quậy nước tắt tụi mình uống mấy bạn ơi. Cho nó có nhiều sức đề kháng. Ok, bây giờ lửa cháy rồi mình sẽ để cái nồi rau câu lên nồi quậy nha mấy bạn. Nấu này là rất là đơn giản luôn. Mình nghĩ là nấu chừng 15-20 phút là nó sôi lên là được rồi đó mấy bạn. Bây giờ thì chỉ việc chụm củi thôi rồi Như quậy nước uống. Sáng mày có mua gì tao ăn không Như? Mua quay mì cho mày. Đúng rồi. Khoái ăn sàn bởi vậy sáng ăn khoai đó mấy bạn. Nè mấy bạn thấy không, sáng Như vô mua cho mình với tiền với nó ba đứa ăn 5,000 phay mì có 4 củ chút chéo rồi nè. Sáng tụi mình ăn có ăn chút ép vậy đó. Rồi uống thì một ca nước chanh mấy chục trái vô nữa. Rồi chút cái mới có làm ẩm thực thì ăn, còn không làm ẩm thực thì thôi. Bởi vậy mà tụi mình không hiểu sao mà tụi mình vẫn không được ốm. Cái củ bự thì để cho con Như, còn cái củ nhỏ xương xương thì mình với thằng Tiên ăn. Nè Tiên ăn củ này đi. Đây. Nè xương xương thôi, nè Như củ bự nè. Đây. Đây. Đó. Còn mình thì ăn cái củ nhỏ xương xương này nha các bạn. Bây giờ sáng ăn cái này lót dạ trước đi mà các bạn ăn phay mì chung với ba đứa mình nha. Ba vô, đứa vô, ăn 5,000 phay mì. Vô vô mọi người. Vô. Hai, vô. Ba, vô. Gì sự nghiệp ốm. ngon gì mày? Ngon á. Có chút dừa. Ốm gì nổi. Dạt nhớt bớt cái lên làm biến. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đục cái hộp sữa ra nha. Mình không có cái đồ đục, bây giờ mình sẽ đục bằng cái dao nha mấy bạn. Coi chừng gãy mũi dao. Trời ơi, con nhỏ này mở hàng mấy bạn ơi. Đục sữa chuyên nghiệp mày ơi, mày khỏi lo tao đi. Bự bự cho nó ra dễ. Ok, mình cũng nghe lời nói ghê ha. Hồi đó có cái đồ á, để vô đục cái là xong mà. Bây giờ không có phải sử dụng cái dao. Mấy bạn nào mà làm không được thì nhờ người lớn làm nha, chứ đừng làm một mình nha, nguy hiểm lắm đó. Nó trật một cái là đứt tay đó. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái tô nha mấy bạn. Nè, coi Tiên nó quậy nãy giờ nó đặt lại luôn rồi nè mấy bạn. Vậy ba mình quậy mấy bạn. Bây mình giờ, mới quậy à. Này thì hai đứa mình lên 5kg. Không được kê cái miệng vô thổi. Thổi sao? Vậy hả? Nó thổi luôn. Có hay chưa? Ghê quá. Nửa hộp thôi ha. Hay hết luôn. Ai biết tùy mày muốn béo rồi hết luôn. Mình còn để đường nữa chi bà. Thôi nửa hộp thôi bạn ơi. Nhiều mập lắm. Rồi, bây giờ thì Tiên sẽ bỏ đường vô giùm mình. Nhẹ nhẹ thôi chứ văng. Đó. Bây giờ sẽ bỏ đường vô giùm mình nha bạn. Mình xài nửa cái đường thôi các bạn ơi. Nhiều nó ngọt lắm. Đường này là đường phèn cực kỳ là thanh mát luôn. Ôi cái cục gì ghê vậy. Bự quá trời luôn rồi, cái cục nguyên chất. Rồi, cục đó là được rồi đó. Ngâm bên nữa hả? Thôi được rồi, được rồi. Ngọt lắm. Đây có sữa nữa. Đây, đây. Quậy lên. Ekip này sẽ buộc thun lại nha mấy bạn. Khỏi buộc thun. Mình có ekip đàng hoàng. Đó, bây giờ nó nở đầy rồi nè. Sữa này thì mình để miếng nước cho mình quậy lên. Chứ không phải để này vô này là nè. Không. Vậy là làm mấy màu hả? Ừ, làm sơn thủy. Trời ơi, sơn thủy. Trời ơi, không hiểu ý bạn nữa. À, hiểu rồi. Trời ơi, chậm hiểu kìa. Sơn thủy. Là gì? Thằng nhỏ không biết gì hết. Hiểu rồi. Ừ. Cái đổ màu này xuống, cái màu kia xuống á. Ê, vậy là biết rồi, lấy cái chén để vô chân giữa ha. Rồi đổ vô cái chén. Rồi đổ vô cái sơn thủy cắt ra đẹp. Đúng rồi. Mà phải có cái mâm, còn này đổ cái thao không biết nó làm được không. Đúng rồi ha. Làm sao không hiểu luôn, nó đâu nấu ăn đâu biết. Để chút coi hai chị làm nè cưng. Hello mấy bạn, mình mới đi mượn hai cái khay về đổ rau câu nè, chứ bình thường nhà mình đổ bằng cái thao không, mà bữa nay thao mình dục đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mới lên nhà Phú mượn nè mấy bạn, kỳ này đổ sang chảnh luôn mấy bạn ơi. Vô mượn chi hai cái vậy? Có con nồi mượn hai cái vậy? Có con nồi mượn hai cái để mà lỡ chút xíu mà không đủ á thì mình để qua cái khay này, chứ một chút chạy đi mượn nữa hả mày.
À. Đó cũng như bây giờ nó vừa múc nó vừa ăn luôn kìa. Bà kỳ, bà chưa hành vô câu bà ăn rồi. Dạ nó khùng đó. Mượn khai xong rồi bây giờ mình sẽ lọc cái nước hoa đậu biếc này ra nha. Nè mấy bạn nhìn cái màu đẹp ghê không? Đó, rớt cái bông ra đây. Cái này còn ngâm nó còn ra nữa đó mấy bạn. Đó, đẹp ghê không? Đẹp ghê không? Ôi nó màu xanh hả? Nó màu xanh. Chừng nào nè, chừng nào á mà mình quậy chung là chanh tắt gì á nó mới chuyển qua màu tím, tin không? Phích nước tắt nãy như nó quậy nè. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái ly này. Thử hả? Đúng rồi, múc một cục nước đá ra. Nó không ra rồi sao? Hả? Nó không ra màu sao? Thí dụ nó ra màu tiên tính gì? Tính gì cũng tính. Ok, thằng Tiên. Mẹ đi đâu câu nó thôi quá trời. Nè mấy bạn nhìn nè. Nhìn kỹ nha. Trời ơi. Đó. Ôi. Ngon. Thấy chưa? Ngang. Thấy ra màu tím không? Thấy. Nè, tím rệm tìm sim luôn nè, thấy không? Thấy rồi. Đó. Thí dụ múc, thí dụ giờ múc một muỗng vô nè. Nè mấy bạn nhìn nè. Nó không còn màu xanh nữa đâu. Nè, cái màu này màu xanh nè, thấy không? Ừ. Mà chế xuống là màu tím nè, thấy không? Đó, thấy lạ chưa? Ờ. Ờ, quậy lên nè. Uống nè. Thế mình đã có một ly cốc tay hoa đậu biếc. Uống. Wow, chua quá. Để đây uống luôn nha mấy bạn. Nó thơm cái mùi hoa cỏ dữ lắm. Một chút nữa múc cái rau câu để vô đây. Rồi múc rau câu để vô sữa. Rồi một cái màu trong với một cái màu sữa với một cái màu xanh này. Rồi mình sẽ đổ sơn hỉ nha. Mấy bạn ơi, giờ nó sôi quá trời, mình sẽ múc ra nha. Mình múc một ca ra mình đổ qua đây. Đổ vô đây hả? Đúng rồi. Dạ, đặng mày tạo cái lớp lớp nền màu trắng phải không? Ừ. Rồi à, sao? Rồi thì để đây cho nó đặt đi rồi biết giờ làm gì không? Ủa gì để đó cho đặt hả? Cho nó hơi đặt đặt lại đi bà. Rồi biết giờ mày làm gì không? Gì? Mày múc ra đây cho tao quậy sụ quá. Coi cái bạn đều vô thôi, nó nghiêng cái này nè. Ừ kệ nó. Nó nghiêng nhìn xấu quá. Múc vô đây nè cho tao quậy sữa. Đổ vô đây luôn. Ừ. Mình không biết làm nữa mấy bạn ơi, lần đầu tiên mình đổ rau câu sơn hỉ chung với Như luôn á. Đó. Thì cái tô này nó nhỏ quá, mình phải đổ vô trong cái thau cho con Như nó quậy ra cho mình. Sữa không hả? Trời ơi. Đó, thấy chưa? Đó. Trời đó, ơi, đặt luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, không biết có thành công hay không nha. Để cái chén vô cái khay này để mình chuẩn bị đổ cái màu sữa này vô. Múc vô đây miếng. Múc vô đây miếng cho lỏng ra, nó nóng lạ lỏng à. Đó, thấy chưa? Thơm quá. Thấy chưa, lẹ đi, mày làm cái kia đi. Làm gì? Làm gì mày? Xong pha cái kia hả? Pha chứ. Rồi pha đi. Ok. Để thôi là đã. Mình bị ngáo ngáo mấy bạn ơi. Mày múc vô đây cho tao miếng gì coi Như. Nè, bây giờ là màu hoa đậu biếc. Con Như nó sẽ múc vô đây cho mình. Đó, một thao nữa Như, một ca nữa Như. Lẹ lên đi, ở dưới đây nó đóng đáy, nó đáy, nó đáy. Quậy, quậy, quậy cái nồi, quậy cái nồi lên. Chết cha rồi đó. Có hai đứa. Từ từ Như. Cái này để tao quậy cái này mày ơi. Cái gì nó đặt dưới đây rồi nè. Có đặt không? Có đặt thì cứng ngắc rồi. Cứng ngắc luôn. Để tao tao lấy cái giá mà nấu cháo heo. Đó. Thấy chưa? Rồi. Mày thấy chưa? Đưa tao. Rồi hai tay luôn. Hai đứa mình làm mắc cười quá mấy bạn. Rồi, ơi. Mày đổ đi, mày quậy nó, mày đổ đi. Lăng xăng. Hai lăng xăng lắm. Cái tô này có làm gì đâu. Bỏ xuống đây đi. Rồi bây giờ tao đổ vô nha Như. Ừ. Nè nó sắp đặt rồi. Tại vì mình chơi cái này nè. Nó dễ thương quá. Ủa? Ha, đẹp quá à. Rồi đổ đi má. Được rồi đó. Ok, sẽ đổ vô. Vậy hả mày? Hay lấy cái ca mốt. Ủa vậy để cái chén hơn chi vậy? Ừ, mày kêu tao để chén chi vậy? Rồi đổ vô đó, ai biết đâu. Tao thấy trên mạng tao làm vậy á. Rồi vậy đổ đó. Tao đổ vậy luôn nha. Ừ. Từ từ mày ơi. Đó. Đó, thấy chưa? À. Vậy nó mới ra đó. Vậy hen. Từ từ nó đưa ra ngoài phải không? Ồ. Đó, mày chịu ít đó, thấy không? Ừ, mày làm lớp sữa nhiều nhiều đi Như. Tao kiếm cái gì múc cái chỗ này. Chết. Chết hả? Mày lẹ đi, nó đặt tao quậy hết được rồi nè. Đó. Đây. Tới tao đây nè. Wow, mấy bạn thấy đẹp chưa? Ê Như đẹp quá Như. Wow. Wow. Ê Phan. Hả? Nóng quá. Như, Như mày múc thêm vô đây vô đi. Vậy thì sắp hết sữa rồi. Chị ba lấy cái ca thiết kìa. Sao rồi? Cái gì vậy? Ba, cái ca trắng kìa. Ừ. À, ừ. Mày đổ thêm vô đây đi Như, nó sắp hết sữa rồi nè. Nhiều vô. Rồi, rồi mày quậy lên đi. Quậy, mày quậy đi. Quậy.
quá là lăn xăng à. Quậy cái kia nó đọc cái kia kìa, nó đọc cái kia đâu. Rồi, ấy da. Ôi nóng quá nhiều rồi. Rồi đổ vô đi, đổ vô đi, đổ vô đi. Không cái tay tao rồi nè. Đây, đổ tiếp vô nha mấy bạn. Ừ đúng rồi, mạnh lên rồi mày đổ cái kia đi, tao đổ cái này cho. Rồi, nó nổ bong bóng lên nè. Từ từ nha, từ từ. Còn chút sao lấy cái tô ra ta. Giờ mày lấy ra đi. Từ từ đi. Vậy mình không, vậy giờ mình để cho nó một khay này đi, mình lấy cái khay khác mình làm đi. Nó nổ bong bóng. Rồi đây, nóng lắm. Để mình lấy cái muỗng mình lấy. Dễ thôi. À, mới đầu tụi mình không biết làm cái này mấy bạn ơi. Nói chung là đây là lần đầu tiên tụi mình làm luôn. Nếu có gì thì mấy bạn thông cảm cho tụi mình nhé. Rồi bưng để lên đó đi. Đó mấy bạn thấy nó đẹp chưa? Y chang như là biển Ngọc Bích luôn á Như. Cái này ở Cali nè. Bữa nay tụi mình sẽ đưa mấy bạn đi ăn rau câu ở Cali nha. Rồi đi để cho nó vô miếng này nữa đi rồi. Chấm 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 chút rồi cắt là đẹp. Cho nó có cái vậy đó. Cho nó có. Rồi lấy cái khay khác làm. Đẹp quá Như. Hai đứa mình giỏi quá. Không biết chút có ăn có ngon không ta. Chút ăn được không? Không biết. Làm thì khen quá trời quá đất luôn. Mà biết chút ăn được không đây nha mấy bạn. Hai đứa mình đứng quýnh hết trơn luôn. Được rồi đó Tiên, đẹp rồi đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Mình sẽ đi lấy cái khay kia làm. Ê bây giờ hai phiên. Thấy tàu không? Thấy tàu. Không, không thấy. Đây, không có mập. Để tôi tự làm cho. Ừ, không có mập chút nào luôn. Thiệt không? Thiệt. Để tôi làm cho. Làm mình luôn không? Ừ. Làm sao? Giờ sao? Hay quá. Giờ sao? Mẹ mình mới xuống mấy bạn ơi. Đổ tùm lum tùm la. Hello chào các bạn. Đổ tùm lum la luôn đi. Đổ nha. Đổ đi. Nó chưa đặt lớp dưới mà. Nè, mày rưới hình về dậy sóng à. Từ từ, từ từ. Mày biết nghệ thuật là gì không Tiên? Nhưng mà em đẹp hơn của chị Ba nè. Trời ơi. Đó. Từ từ. Nhìn cái màu đẹp hơn đúng không mấy bạn? Từ từ. Mình tạo một cái nền. Sau đó bắt đầu mình vẽ lên những con. Ồ, nhìn như con rồng luôn nè. Ừ. Ghê ta. Cái đầu rồng nè, cái đuôi nè. Đẹp đấy mấy bạn. Ghê không? Từ từ thôi Tiên. Từ từ. Bởi vậy người có qua tay làm gì cũng đẹp. Mẹ chỉ mày dễ dễ mày thấy không mày? Mẹ sao mẹ? Nhà công nè. Từ từ, ngoài đây còn trắng nè Tiên, cho con chim miếng sữa vô đó. Chim màu xanh. Đó, bây giờ sữa này nó đặc luôn rồi. Ý lộn, nó loãng luôn rồi. Thôi bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục đổ nha mấy bạn. Rồi bây giờ thằng Tiên nó đổ nè, coi cái của nó là bong bóng không rồi mấy bạn ơi. Đó, thằng Tiên đổ cái mâm này, còn mình với Như đổ cái mâm này. Nhưng mà mình thấy nó đẹp hơn mấy bạn. Nè, nó có nhiều màu sắc khác nhau nè, thấy không? Mà nó béo hơn nha mấy bạn. Cái này con Như nó đổ sữa nhiều hơn, còn cái này mình đổ qua đậu biếc nhiều hơn. Cho nên mấy bạn thấy cái màu xanh thâm thẳm luôn. Còn cái khay này là có sữa nhiều. Nè mấy bạn nhìn thấy cái lớp sữa của con Như nè. Còn cái lớp này là lớp màu xanh nhiều. Còn đây là con Như nè nha mấy bạn. Đó. Đó là bữa nay mấy bạn thấy nó gọn đẹp gái không? Cười kìa duyên dáng quá ha mấy bạn. Cái mặt này là cái mặt phúc hậu nè nha mấy bạn. Mặt dễ thương. Hai má hồng hồng nha mấy bạn thấy cưng không? Chắc là tụi mình sẽ để đây khoảng 4-5 tiếng cho nó đặt lại. Rồi tụi mình sẽ sắt ra cho mấy bạn xem. Với lại cảm nhận cho mấy bạn biết là ăn một vị của nó sẽ như thế nào nha. Đúng rồi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn sau 4 tiếng nữa. Bye. Bye bye. Mình với Như đã đổ xong hết hai ổ này rồi nè mấy bạn. Mình mới mời cô Tư xuống nè. Bây giờ mình với cô Tư sẽ cắt ổ này nha mấy bạn. Ok. Cô Tư bắt cắt bằng chận. Cùng mình cắt bằng dao. Hello, chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay Quỳnh Như nó đổ rau câu rồi nè. Rồi để trong tủ lạnh nó cứng rồi. Bây giờ là cắt ra. Cô với Như cắt ra này. Mời các bạn, các con, các cháu thưởng thức với cô nha. Ok cô. Bây giờ Như nó sẽ cắt ngang vậy nè mấy bạn. Thấy mình để tủ lạnh cái nó lên màu đẹp ha. Không lấy dĩa rồi nha. Dạ quên, để con đi lấy. Đó. Lấy đi, cắt vô dĩa. Dạ. Còn không bỏ lên đây rồi cái. Đúng rồi. Dẻo chứ ta. Ngày mình đổ rau câu dẻo chứ mình không có đổ rau câu giòn. Đó chia làm hai luôn. Ok. Mẹ mình sắc xéo xéo. Cái này giống nhìn như là biển vậy. Đó. Màu xanh đẹp ha. Ở dưới là sữa, còn trên là khoai đậu biếc. Ừ, đúng rồi, còn này của con Tiên nè mấy bạn. Chưa chặn tới. Nhiều quá, ăn trước khay này đi. Hello mấy bạn, trời ơi, mình ngủ hồi trưa tới giờ mới dậy. Đợi ăn rau câu của bả mà muốn mòn mỏi. Bởi vậy bụp con mắt luôn mấy bạn ơi. Chiến. Rồi mẹ mình đang sắc ra nè. Nhìn ngon ghê nhớ. Ừ. Đẹp ghê không? Đó. Đúng là thành công mỹ mãn. Làm rau câu dẻo nhìn nó ngon ha.
cô với Như á, sắt xong cái ổ rau câu này rồi nè, giờ mời các bạn con cháu thưởng thức với hai Như với comment với cô nha. Đúng rồi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy mình với Như Mập làm đẹp không? Rồi nó có màu trắng, có màu xanh sữa, xong rồi có màu xanh nữa, nó ra cái màu phai phai nhìn đẹp lắm. Còn cái này mình chưa cắt thì không biết làm sao, nhưng mà cái này nhiều lắm rồi cho nên ăn trong cái này trước, còn cái này để tủ lạnh ăn từ từ nha. Như thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn, đẹp á. Thôi bây giờ mình ăn thử xem. Nè nó rung rinh luôn nè các bạn. À, mời mẹ nha, mời Như nha, mời mọi người. Đó, mẹ mình lấy cái cây gì nè ăn mấy bạn, nếu không mình bắp tay cũng được. Đó, vô mọi người. Một rồi, rung rinh rung rinh. Hai ba vô. Hai ba vô. Hai ba ba ăn. Chắc lấy ra bóc. Nè mời các bạn nha, bóc gì? À, bóc mời các bạn con cháu nha. Mời bạn đúng không? Quên. Cái dưới sữa thì nó ngọt ngọt, còn ở trên thì nó dẻo dai. Vậy là trơn thủy á hả? Bây giờ mình mới lứt xong miếng rồi, giờ ăn thêm miếng nữa nha các bạn. Nó mát mát lạnh lạnh ăn đã. Cầm tay bóc cho nó gọn mấy bạn ơi. Dẻo dẻo đã ha. Tay sạch chưa? Tay sạch rồi. Mới chà chanh. Mình cũng ăn miếng thứ hai với bạn. Ngon quá. Cái này khỏi nhai, cái vô ngậm ngậm cái nuốt luôn, khỏi nhai luôn á. Mát ha, mát cổ họng ghê. Đúng rồi. Mời các bạn con cháu nha. Có sữa. Cái không phải là nó miếng cũng thứ hai. Miếng hai. Rô câu dẻo dẻo, giòn giòn mà ăn mùi thơm sữa ngon quá các bạn ơi. Thơm hai thứ. Mày màu đẹp không mẹ? Đẹp quá. Mày mốt mà mẹ đổi qua móng tay màu này đi. Màu highlight nè, màu xanh với màu trắng này nè. Ở mốt. Trong màu xanh, ngoài màu trắng. Mốt tới đi đám cưới kia đổi. Đúng. Rồi nhuộm cái tóc đầu màu hồng. Trời ơi. Thôi. Tóc. Già cả rồi mày làm mẹ như. Tóc tai tôi để vẫn để vậy. Để màu đen này nhìn trẻ à. Thấy mẹ. Đã nhừ. Dẻo dẻo ăn mát mát. Ăn nó mát lạnh vô cổ luôn á. Ừ, ngon. Phải để tủ lạnh nó mới ngon, chứ ăn không nó không có lạnh nó cũng ngon, nhưng mà không ngon bằng để lạnh. Đúng rồi, này chủ yếu là để lạnh thôi à. Lạnh ngon. Mà nhìn kỹ nó trong này nó có dần dần xớ xớ sữa trong này luôn nè. Cái mẻ đầu là Như đổ nhiều sữa quá. Sao không cắt của em coi đẹp không? Cắt thử không? Trước tiên vô tiên cắt đi. Cắt thử coi đẹp không? Cắt. Mình đang ăn mấy cái gốc này nó mới ngon, nó có sữa nhiều. Có sữa này béo quá, nhìn này đẹp ha. Cô ăn miếng thứ ba. Này giống như bầu trời xanh nha. Cái này mua nước mía bỏ vô, vừa ăn uống nước mía vừa ăn cũng ngon. Không phải nấu trà sữa. Đúng rồi. Hay là ê, làm hạt nè, đúng không? Cái mình thưởng thức của mình nè. Con biết mà. Tôi chỉ cho các. Nhìn mấy bạn nhìn nha. Wow. Không biết có đẹp giống như mình với Như Ú làm không ta. Rồi dít lên. Ồ, nó ít sữa. À, không, cái này nó hòa tan luôn rồi. Ừ, nó cũng đẹp bộ. Nhưng mà nó cũng ít sữa. Đâu. Ừ, nó cũng đẹp bộ, nhìn nó như cái hồ bơi vậy á. Đẹp á. Nè, 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 nhìn đẹp à. Rồi giờ ăn bên nào? Ăn bên đây. Ồ, vậy là nó làm của nó ăn của nó rồi. Để xuống đi, rồi cắt. Cắt vậy chứ không lấy đồ kia cắt phải không? Trời ơi, giờ lâu quá. Rồi đâu lấy lên ăn thử coi. Vậy là của con Tiên ít sữa hơn của mình với của Như. Đúng rồi. Cho nên cái màu xanh của nó nhiều hơn mình đó Như. Còn cái màu xanh của tụi tôi nè các bạn. Đó. Rồi ở trong là đẹp hơn à. Xanh nước biển. Của nó màu xanh nhiều. Dần dần. Đẹp không mẹ? Đẹp quá. Đẹp quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Quân cộng coi. Quất cục coi. Quất cục coi. Quất cục của con trai cưng coi. Trời ơi. Con trai cưng của mẹ. Các bạn thấy con trai cưng của cô á, đổ rau câu không? Ghê chưa. Màu xanh như là nước biển gì đó. Mời mấy bạn nha. Như ăn thử của con Tiên coi. Như. Ủa cái này nó dẻo quá. Đó. Dẻo dữ không cho. Trời ơi. Con Như dẻo dữ hơn con Như. Ủa trời ơi sao kỳ ta. Sao không khen hai mình, khen Tiên không ta. Như này sữa nhiều. Này ăn không ngọt, vừa ngọt à, chứ không ngọt nhiều ha. Này, ít vừa thấm ha. Ít sữa. Đúng rồi. Đúng rồi.
ngọt hơn của mình phải không? Vậy, cái này vô. Cái này nó thanh hơn chứ không có ngọt. Này còn ngọt, cái này béo nữa nè. Béo này sữa nhiều. Sữa nhiều ngọt hơn phải không? Ừ, này dẻo nhiều, độ dẻo nhiều. Mấy bạn đi không? Mình làm gì cũng khéo á. Trời ơi, ghê chưa? Nổ banh nhà lòng. Mà mấy bạn cục thứ hai nè. Đúng là con trai cưng của mẹ. Ai không thích ăn ngọt thì ăn cái ổ của con Tiên. Còn ai thích ăn ngọt? Ăn ngọt ăn hai cái ổ của hai Như. Đúng rồi. Không, nhưng mà ăn rau câu ngọt quá ngán lắm. Một như hai. Nhưng mà đâu ngọt lắm đâu phải không? Ngọt vừa, ngọt thanh mà. Ngọt sữa ngán này. Tại này có nhiều sữa nè, nó béo nữa. Này rau câu dẻo nhiều. Trời ơi, thấy không? Hồi nãy mẹ không cho cắt, mình không cho cắt là mẹ đâu có khen nó đâu nhờ. Phải để mẹ ăn này là mẹ khen này rồi. Mình cũng ủng hộ nó, mình cho cắt. Nói đúng ra thì ổ nào cũng rất ngon hết các bạn ạ. Nhưng mà ổ còn ngon hơn phải mà. Ổ sữa nhiều, ổ ít sữa thì có độ dẻo hơn. Đúng rồi. Ổ sữa nhiều ngon hơn. Mẹ mới ừa bên đây ngon rồi. Tại con trai cưng của mẹ mà. Nói chung cái nào cũng ngon hết. Con trai cưng của mẹ. Mẹ ngon hơn phải không? Có mẹ. Ừ. Đó, nghe nhờ chưa. Mày là con gái của mẹ chứ con trai của mẹ gì? Trời. Mẹ trời. Mẹ ăn của nó ngán không mẹ? Không. Không. Lên ngán à. Ít sữa. Ừ. Ít sữa thì dẻo dẻo mà. Ghê chưa? Ngon ngon ngọt ngọt thanh thanh. Ôi ngọt vừa vừa. Người đẩy người bay luôn. Đúng rồi. Kẻ tung người hứng. Hai mẹ con nhà bay. Như ăn nó đi. Nó đi. Rồi ăn hai miếng rồi. Bây giờ mập á, ăn rồi mập á. Đang đặng thưởng thức nói nữa. Nói nữa. Nắng rồi. Dở quá, dở quá. Mẹ rồi hết qua con nè, không nắng. Ngon không mẹ? Ngon quá. Dây dây giòn giòn thơm sữa béo béo. Anh Tiến. Ừ. Cái này để tủ lạnh ăn ngon lắm luôn á. Bây giờ cắt ra xong á rồi nè, còn đây một ổ nữa. Ở nhà trên đó còn nữa nha mấy bạn. Tại vì ở trong cái nồi mình chưa ấy ra rồi mình để khay mình để tủ lạnh rồi mình chưa có ấy ra. Để bỏ tủ lạnh được ăn được hoài luôn mà. Đẹp quá ta, nhìn đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Còn cô chưa ba nhìn xấu à? Cỡ chừng từng thôi chứ. Sống xanh long lanh. Nè, nè đây cô quay cho coi đẹp nè. Thấy rõ không? Mở ra. À, thấy không các bạn? Cái cưng của cô làm ít sữa có dân dân nè, thấy không? Cái màu rau câu á nó nhiều màu xanh nước biển nhiều hơn cái màu sữa nè, thấy không? Có dân dân nè, cắt nè. Mẹ đang review. Ghê chưa? Dân dân nè, dân dân bóng người nè. Nặng quá. Thấy không? Nặng quá mẹ ơi. Con trai cưng của mẹ. Nặng quá đen cái mặt này nè. Khi nào con trai nào mà làm khéo được vậy? Trời ơi. Của tôi à. Trời ơi. Chỉ có Tiên IQ thôi nha mấy bạn. Tiên IQ thôi nha. Trời ơi, muốn xỉu luôn. Các anh... bạn coi, có comment vô cái Tiên IQ cô làm gì thì nó làm. Làm cho các bạn xem. Làm gì không? Mắc cỡ gì vậy? Vậy chứ mốt ba mẹ dẫn đi mua vàng. Chỉ có con trai của tôi. Trời ơi, muốn xỉu luôn vậy á. Đêm nay con gái cưng của cô với cháu cưng của cô là như đây. Dạ. Rồi con trai cưng của cô là làm ha, món rau câu sữa này á, ngon dữ lắm các bạn ơi. Còn cái nào ngon hơn? Nói chung thì cái nào cũng ngon hết. Mà cái này ngon hơn à? Này dòm thấy đẹp hơn. Đẹp hơn, ngon hơn không? Tại ủa, sữa mà. Con mới đẹp chứ. Nè, nó có dân dân nè. À, còn tôi ba dân xấu quắc à. Nó cho sữa nó lộn trong cái màu á. Nhưng mà mấy bạn thấy bên nào có đẹp dân hơn? Dân nè, à. Còn bên chị ba nè. Cái nào ra đó nhìn thấy ớn không? Nè, mấy bạn để lại nhận xét cho mình biết là bên của thằng Tiên hay là bên của mình với Như đẹp hơn thì để lại bình luận cho gia đình mình biết nha. Với lại mấy bạn muốn mà gia đình mình làm món gì thì hãy để lại bình luận dưới nha. Bữa nay là biết con trai cưng, con gái cưng rồi tùm lum rồi đó. Các bạn mà thấy con gái cưng, trai cưng với cháu cưng của cô á, làm món này á là ngon với hay để cho nó một like ký theo dõi nó làm video mới nhất nữa nha. Dạ. Nhớ like subscribe kênh giúp chị mình nha. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô nhân các bạn, yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.